Đã tới với kênh Tuấn Chi TV. Đây là hồ cá. Vừa trước đã quay một lần rồi. Đây, cá đang ăn bánh trên mặt nước. Đây, bây giờ xuống kính cho nó rõ hơn. Đó, đây là hồ cá nhà mình. Và đây là cái cây mai mới trồng từ hôm qua. Ra quay chỗ này cá mà không biết có mua. Ai có mua cá cho mình thì mua. Đây hồ cá cho mình. Nó có rất là nhiều cá, mua cá 7 màu nha. Ai có chưa có hồ thì mình muốn mua sau. Đây. Cây tơ nhện, bây giờ mình mới biết tên nó, đây cây tơ nhện. Còn đây là cây sung, nhưng mà cây sung này có một cành này đang chuẩn bị biến thành cái cành cây, bởi vì nó mọc ra rễ, đang mọc ra rễ. Đấy, cái cành này bao trùm lại để cho nó mọc ra rễ. Đó, cây mai này đã ra rễ, cái cây sung này đã ra rễ rồi nha. Đây, đi là đám cá 7 màu. Quay vòng quanh hồ lại nha các bạn. Kính rất bóng luôn đúng không? Kính khá bóng hơn bữa trước. Bữa trước thì mờ lắm. Đây. Bây giờ mình sẽ qua hồ cá thứ ba. Để tí mình quay một góc hết đã. Rồi mình sẽ qua. Đây là hồ cá thứ ba đây. Có rất là nhiều cây tơ nhện ở đây quá trời luôn. À, bữa trước cây này rất là nhỏ, bây giờ nó rất to luôn, to cực kỳ. Đây. Đây. Còn đây. Còn trên này mình trồng thêm vài nhiều cây tơ nhện nữa, còn đây cây xương rồng. Vẫn là cao. Bây giờ mình sẽ qua hồ cá thứ ba, bởi vì hồ này cũng chẳng có gì đặc biệt cho các bạn. Đây là hồ cá thứ ba. Nếu như ai muốn xem lại hồ cá thứ ba này thì có thể xem. Đây. Mình sẽ quay hết những thứ ở đây. Đây là cây trầu bà. Cây trầu bà nha các bạn, đừng có lầm là một loại cây khác. Còn đây là cái đám cá chép. Đây các bạn nhớ vừa trước cái con cá nhiều màu kia, đây nó ở đây. Đó, nó đâu có to vậy đâu, bây giờ nó to. Đây. Đó, đây cá lóc kiếm. Đây. Hôm nay mới có thể thấy được nó đấy. Một thấy nó gần nữa. Đây là vòng xoay. Rồi, bây giờ mình sẽ quay cái vườn rau mới xây. Và đây là hồ cá. À lộn, đây là vườn rau. Ồ, nó khác hơn buổi trước một tí đúng không? Buổi trước ở đây không có cái này. Đó. Vườn rau rất xanh tươi luôn. Còn đây là con gà rừng đang đi. Gà trắng thì nó đang nè ở bên kia đấy, các bạn có thấy nó ngó đầu gì không? Đang ngó đầu á.
Để mình tìm con gà Long Tảo. À ở đây, các bạn có thấy không? Đó, đang đứng gần ngay kia. Đó, 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 cái đầu kìa. Nó ở chỗ này. Chỗ đó đó. Đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ quay tiếp cái vườn rau nhà mình. Đấy, ở đây là một đám rau dền đang lớn. Đây là cải. Đó là xà lách nha. Đây là đám cây mai. Còn cái cây này, cái cây bữa trước, hôm nay mình không biết vì sao nó lại mọc bốn cong vậy nữa. Nhưng nó chưa chết nha. Cây nó vẫn còn ra rễ đang phát triển. Còn đây là đám rau xà lách nữa. Rất nhiều rau xà lách ở đây, trên này nữa. Đây. Còn đây là cây, đám cây ngò. Bên kia không phải cây ngò nha, mình là cây rau dền rất nhiều, nguyên một hàng dài. Đây. Còn chuồng gà thì không thể đổi gì hết nha các bạn. Chỉ khác là nó cái vườn rau này thôi. Đấy, buổi trước không ở dưới đây cũng có cái này đúng không? Đó, hôm nay kỳ. À, mình xin giới thiệu ở đây có một cây mới, chính là cây mướp. Đây, ở đây có trồng cây mướp. Cây mướp đang lớn nha. Mình mới trồng khoảng vài tuần trước nên nó chưa lớn. Rồi. Cần quay rõ hơn một tí nha. Đây con gà trắng. Nhìn nó to vậy thực tế nó cực kỳ ít thịt. Bởi vì nó lông dày, cực kỳ dày luôn, dày cực kỳ đẹp. Đây là cây cọ. Cây cọ nha. Ở ngoài đây bà mình di chuyển cái cây di chuyển gì đó mình không biết tên nữa, đem đi ra ngoài đây rồi. Cây này có bữa trước có một quả gì kỳ lắm, mình cũng chưa biết tên nữa, khá giống một. Đi cạnh gà rừng đứng gần. Đó. Gà rừng. Đuôi nó rất cực kỳ dài. À xin lỗi, mình đã quay chúng một số. Đây. Đây. Đây hai cây mai trong số hai cây này. Đó chính là cây này mọc ra rễ, cây này không mọc ra rễ. Ôi, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Hãy nhớ bấm like, đăng ký, chia sẻ cho các bạn bạn của bạn trên Zalo hoặc chia sẻ lên Facebook nha các bạn. Rồi, mình xin kết thúc video. Tạm biệt các bạn.